xin chào tất cả các bạn hôm nay bếp nhà của sắc màu cuộc sống làm bánh bò nướng từ bột bánh bò của hiệu vĩnh thuận à, cho ra những ổ bánh bò nướng rất là ngon luôn các bạn ơi rễ tre thì đầy à, và quan trọng là mình không cần ủ bột quá lâu chỉ trong một khoảng thời gian cũng ngắn thôi thì cả nhà có ổ bánh ngon để thưởng thức nếu bạn nào cũng yêu thích thì cùng mình vào bếp để nướng những ổ bánh bò nướng đầy rễ tre như thế này nhé Trước tiên mình sẽ chuẩn bị cái phần bột thì mình mua bột bánh bò, nhớ là bột bánh bò hiệu Vĩnh Thuận. Thì nếu mà các bạn ở nước ngoài thì hầu như tiệm Á châu nào cũng có bán. Hôm nay mình dùng nguyên gói bột bánh bò 400 g và ở trong cái bột bánh bò này thì người ta có để sẵn ở giữa cái bịch bột đó cái gói men khô thì mình sẽ khui cái gói men khô này cho hết vào cái thao bột của mình. Kế đến đó là chuẩn bị một lon nước cốt dừa Vì mình sử dụng dạng creme nó rất là đậm đặc Vì thế mà mình sẽ dùng một cái nồi Và mình cho hết ra cái nồi Để mình nấu lên cho nó tan chảy Thì các bạn cho thêm vào một lon nước lạnh nữa Mỗi một lon là 400ml 400ml nước lạnh Mình nấu hòa tan cùng 400ml nước cốt dừa và bây giờ mình cân đường à, với cái lượng bột hôm nay thì mình dùng là 350g đường à, Và cái 350g đường này đó thì là nó có độ ngọt vừa luôn các bạn, không có ngọt gắt nhé Và nếu ít lại thì sẽ không ngon rồi bây giờ mình mở bếp lên, à, mình không cần đợi sôi mình nấu cho nó vừa tan chảy. Nước và nước cốt dừa đậm đặc đó cái dạng rem đó thì nó tan chảy như thế này thì bạn lấy cái lon nước cốt dừa đó mình chắc ra đầy cái lon hồi nãy là 400 ml. Còn lại thì mình vẫn nấu sôi để mình cho đường vào để mà mình nấu tức là mình chia phân nửa ha, phân nửa mình nhồi bột và phân nửa mình nấu với đường. khi mà sôi mạnh vớt bọt rồi mình để cho nước cốt dừa và đường cái phần trong nồi nó nguội. quay lại cái thao bột của mình. đây là cái phần rất quan trọng để tạo nên cái à, à, cái ủ bột cho mình là các bạn lấy muỗng hay là dùng tay trộn đều lên cho men nó hòa quyện ở trong bột. cái phần nước cốt dừa mà mình để tan chảy và chế đều ở trong lon thì các bạn nhớ là chỉ được ấm nhẹ thôi nhé, không để lạnh lạnh thì men cũng lâu nở nhưng nếu nóng thì sẽ làm cho men khô nó chết. À, vì thế cái phần này rất là quan trọng. Nước cốt dừa mình dùng cái ngón tay nếu mình không có đồ đo nhiệt độ mình canh ấm nhẹ thì mình rưới từ 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 ha, mình cứ rưới từ từ rồi mình trộn lên để cho cái nước cốt dừa à, nó tan đều ở trong bột Cứ rưới từ từ rồi mình rưới thêm, rưới thêm Khi mà mình rưới hết cái phần nước cốt dừa Các bạn cho thêm 50ml nước ấm ấm nhẹ nhé thêm 50 ml nước ấm nhẹ rồi mình dùng tay rửa tay cho thật sạch không mang bao tay à, vì theo cô bác ngày xưa đó các bạn khi mà các bạn nhồi bóp bằng tay không có mang bao tay thì khi mà cái tay mình nó nhồi bóp như thế này nó sẽ tạo ra nhiệt nó giúp cho bánh bò của mình mau dậy hơn ha rồi vừa à, các bạn cứ nhồi 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 và rưới cái phần 50 ml nước ấm nhẹ đó vào cho hết luôn từ 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 thì mình sẽ thấy bột của mình nó mịn nhuyễn như thế này nè cái quá trình nhồi bột ít nhất cũng được 5-10 phút nha các bạn Còn nếu được nữa đó thì mình ráng à, để thôi mỗi tay được 10 phút bóng mịn như thế này nè thì mình dùng một cái muỗng mình cào hết cái phần bột dính trên bàn tay mình và lấy bao ni lông bao lại và đây à đây là một cái bí quyết nhỏ nữa để tạo nên cái quá trình ủ bột nếu mình ở xứ lạnh hiện tại bây giờ nơi mình ở thì âm vài độ rồi thì mình sẽ dùng một cái túi nước ấm rồi mình nấu nước sôi mình cho vào cái túi này nè à, hầu như nhà nào cũng có cái túi nước ấm này nhiều khi mình đau bụng hay là nhà mình có trẻ con đó thì mình hay dùng cái túi ấm này mình lấy cái bao ni lông to to ha mình cột cái thao bột mình và mình nấu cái túi nước ấm này à, nhà mình thì mình để ngay phòng khách kế bên cái lò sưởi lò sưởi thì mình vặn số 3 ấm ấm nhẹ nhẹ thôi nhưng mà mình sẽ tạo cho cái thao bột mình nó đầy đủ uh, ủ ấm đó không có quá nóng đâu đó như thế này thì mình sẽ lấy một cái khăn hay một cái mền mỏng mỏng hay là một cái gói mỏng mỏng mình để lên và ủ trong vòng một tiếng đồng hồ ha các bạn lưu ý nếu bạn nào cũng ở xứ uh, lạnh uh, và thời tiết đang lạnh đó còn bạn nào ở xứ nóng thì các bạn chỉ cần uh, trùm cái thau mình lại và lấy cái mền mỏng đậy lên thôi thì một tiếng sau bột nó sẽ dậy như thế này khi mà một tiếng các bạn nhìn nè nổi bong bóng lên hết tức là bột của mình đã dậy đều rồi đó bây giờ mình sẽ bưng cái thau bột mình ra mình cho hết cái phần nước đường à, còn lại nấu với nước cốt dừa đó ha mình cho hết vào cái thau bột bột nó dậy các bạn nhìn dễ biết lắm nó rất là nhiều bọt và các bạn nhìn ha nó lên tim nó li ti li ti rất là nhiều luôn bột nó dậy như thế này thì khi mà mình nướng bánh bò nó mới ra rễ tre nha các bạn còn nếu như mà mình ủ bột nó không đủ độ ấm hay là không đủ thời gian và nếu ủ quá lâu thì bánh bò sẽ hôi cái mùi men và lên men chua cũng không ngon nữa nó chỉ có cái hương thơm nhẹ từ men rất là ngon không có vị chua thì bánh mới khéo bây giờ mình dùng muỗng hay dùng tay đều được khuấy cho cái nước đường nấu với nước cốt dừa và tiếp tục ủ một tiếng nữa lần hai nhé tiếp tục thao tác y như lần một và lần hai lấy ra đúng một tiếng trước khi mà mình nướng đó thì các bạn phải cho trước cái khuôn và vặn lửa nóng và bây giờ các bạn quay lại nhìn cái thau bột sau khi mình ủ thêm một tiếng lần hai nè cái ánh đèn nó chá các bạn thấy cái tim mà nó li ti li ti đầy hết không đó các bạn mình ngưng ngưng khuấy lại cho các bạn nhìn ha rồi bây giờ lấy một cái thao khác và một cái rổ lược mình lược bột mình lại lần hai để cho những cái bột cợm cợm như thế này hay là đường có bụi gì đó thì nó dính hết vào rổ lược và chuẩn bị khuôn đó các bạn khi mà mình lược lại vì cái thời tiết mùa đông á các bạn nó tối thui hà và cái ánh đèn á, nó hơi chá chá cho nên bạn nào coi mà thấy nó không có sáng rõ các bạn nhớ thông cảm giùm mình và bây giờ chuẩn bị dầu dừa, nhớ là dầu dừa nha các bạn. Dầu dừa này thì cái dạng ép lạnh. Sau khi khuôn mình để trong lò nướng 200 độ C đầu tiên cho cái 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 phần này rất quan trọng. À, mình cho một chút xíu à, dầu dừa vào và cái khuôn mình thoa đều à, Và bây giờ mình trước khi chế vào khuôn đó Thì các bạn thoa khuôn xong rồi khuấy bột Và cái quan trọng nhất là cái khuôn phải thật nóng Vì thế mình nói mình để khuôn thật nóng trước 200 độ C ở trong lò nướng Đem ra, quét đều dầu dừa Và chọn cái khuôn mà cái khuôn không dính như thế này nè Khi mà bánh chín để nguội đó bạn lấy ra bánh tróc lóc rất là ngon. Mình chọn cái khuôn này dày và nhỏ là mình muốn làm cho các bạn xem là mình làm cái khuôn dày thì cái phần rễ tre nó lên cũng rất là cao luôn. Còn nếu mà bạn chọn cái khuôn mỏng đó thì rễ tre đầy hết luôn và nướng trong vòng 1 tiếng. 5 phút đầu tiên thôi là 200 độ và sau đó là chỉ cần 180 độ C và khi lấy ra khỏi lò nướng các bạn chờ, chờ bánh nguội á, còn cái này là mình chờ có 10 phút sau nó hơi ấm ấm. Nếu mà bạn muốn cắt bóng thì bạn thoa dầu dao và chờ nguội thì bạn cắt cái miếng bánh mới khéo. À, nhưng mà vì mình sốt ruột mình cắt liền trong lúc còn ấm ấm như thế này cho các bạn xem nhé nó cái khuôn này nó rất là dày và nó cũng vừa vặn còn mà mình nướng cái khuôn mỏng khoảng phân nửa khuôn này thì các bạn sẽ thấy hay là khuôn tròn đó rễ tre nó phủ đầy khuôn luôn các bạn đây mình cắt ra hầu như à, những chỗ bán bánh bò chuyên nghiệp các bạn cũng nhìn thấy cái ổ bánh bò mà dày cao như thế này nè thì sát hơn phân nửa cái phần đáy khuôn nó sẽ lên rễ tre và cái phần ở trên mặt thì nó không có rễ tre lên tới trên cái mặt bánh nha các bạn các bạn nhìn cái phần đáy khuôn nè rễ tre đều bon luôn và lên thẳng đứng luôn rất là đẹp và rất là ngon và dễ nữa đúng không các bạn à, khi mà à, mình nướng bánh bò các bạn chỉ cần lưu ý vài cái chi tiết nhỏ thôi bây giờ mình nhắc lại những phần rất quan trọng thứ nhất là ủ bột mình nấu nước cốt dừa ấm nhẹ để tạo cho quá trình lên men tốt cái thứ hai nữa mình ủ lần một lần hai cho điều đặn xong xuôi rồi là cái khuôn phải thật nóng khi mà bạn chế bột vào bạn nghe được cái xèo giống như là bạn chiên bánh xèo thì rễ tre nó sẽ dày đặc luôn và nướng 5 phút đầu chỉ cần 5 phút đầu thôi là 200 độ C cái lò nướng của mình nó có quạt nó nóng đều từ trên xuống dưới luôn và sau 5 phút đầu tiên thì 180 độ C mình nướng 55 phút à, nướng cũng tùy lò nướng các bạn nhớ canh nhé và các bạn nhìn nè rễ tre nó thẳng đứng và nó đều đặn ở trong cái cái khuôn bánh bò nướng của mình à, đến đây bánh bò nướng của mình đã xong mình chúc cho các bạn luôn luôn vui khỏe à, nấu ăn và làm bánh thật ngon nếu yêu thích nhớ ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều và đặc biệt cái món bánh bò nướng này là mình làm theo yêu cầu của một bạn và mình mong à, bạn sẽ làm thành công ngay từ lần đầu tiên và làm bánh rất là ngon nhé